Vậy là trường chúng ta đã lấy lại được cái đường mà A20 của Vinatech trình tại. Thanh khoản không phải là quá lớn, nhưng dòng tiền lan tỏa khá là mạnh. Dòng tiền tập trung chính ở những cái cổ phiếu tiêu biểu ở nhóm ngành bất động sản, nhóm ngành chứng khoán. Nếu mình có xem xuyên suốt video thì mình biết rồi, dòng tiền đang tập trung chính ở nhóm ngành này. Và video này sẽ là video chúng mình đề cập đến câu chuyện đó là sau nhóm ngành chứng khoán tăng mạnh thì sẽ đến mã cổ phiếu nào, sẽ đến nhóm ngành nào tăng. Thì đi sơ lược về cái thị trường trước đã nhá. Nhìn chung thì những mã cổ phiếu em thì đã liệt kê trước đó, nhưng mà phiếu khỏe hầu như đều tăng mạnh trong suốt thời gian vừa qua, đúng không mọi người? Đó, đều những mã phiếu khỏe. Và đây là năm mã phiếu khỏe nhất, gần như là đang leader, đại diện cho hiện tại của rất nhiều nhóm ngành. Còn để mà nói về hiện tại thì vì sáng thì có đề cập rồi, đó là góc độ hiện tại là trường chúng ta có cơ hội giảm sẽ là cơ hội để chúng ta mua, và thay vì chúng ta sợ hãi thì đó là cơ hội. Hôm nay thì mã cổ phiếu như là Novaland có giảm thì đó lại là cơ hội để chúng ta mua thêm. Nhưng mà chứng khoán cũng vậy, nhưng mà cổ phiếu như là HCM, nhưng mà cổ phiếu như là TCI sẽ là mã phiếu khá là khỏe. Đó sẽ là mã phiếu chúng ta quan tâm, SI vân vân, HCM. Thì nhìn rộng ra một tí, lại trường hiện tại nhá đã quay trở lại được đường mài mươi, và cái xu hướng trường Việt Nam ta hoàn toàn có thể một số phiên nào đó lên kiểm tra lại đường mài mươi này. Đó, tích lũy trên này tầm khoảng 2-3 phiên thì sẽ một nhịp lên kiểm tra lại vùng 1240, 1245 cũng chưa. Trường hợp tích cực vượt được sẽ tiến lực vùng ra vùng 1280, vùng trên này. Thì đó, với góc độ trường như vậy, hiện tại thì trường chúng ta vẫn chưa có một cái quá trình tạo đáy rõ ràng của MACD. Và khi đã tạo đáy rõ ràng rồi thì khi đó chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để mở rộng cái danh mục hơn, sử dụng margin hơn. Bây giờ thì chỉ đang sử dụng cái cổ phiếu đó quanh mức 50-40% hoặc là 70% thôi. Để mà nói về cái VN30 cũng đã có một phiên vượt lên trên và đóng cửa trên đường 20 khá là khỏe. Phái sinh thì mình thấy rõ ở đây, trên long cực kỳ rõ ràng, đúng không? Cứ rất là rõ ràng. Đó, và nếu mà mình có follow ông Thiện thì mình biết rồi, chúng ta đã vào long rất là sớm, rất là sớm. Chúng ta canh long dứt khoát quanh vùng 1200 cho đến vùng 1250 và các lỗ khi thủng 1179 nhá. Và sau đó thì nó đã đóng cửa được trên mức đó, mức 1210, đúng không mọi người? Đó, sau đó chúng ta đưa stop loss lên 1203 để quyết định là đây này chỉ có hòa hoặc là phát mà thôi. Sau đó mình thấy này, chúng ta nâng stop loss liên tục và kết quả ngày hôm nay mình thấy đó là một cái phim mà trường ta chạm với điểm chốt lời đầu tiên chúng ta, vùng 1224, đúng không mọi người? Sắp tới chúng mình sẽ canh chốt quanh vùng 1240 cũng trường quanh vùng này. Thì chứng khoán là nhóm ngành khá là khỏe trong ngày hôm nay. Những mã phiếu leader như là SI, như là những mã phiếu VND đã những mã phiếu chạy khỏe. Chúng ta cần so sánh từ cái nhịp đó là nhịp chỉnh nó kéo lên trên này, thì những mã phiếu như VND này, rồi những mã phiếu như SI sẽ là những mã phiếu mà nó khỏe rất là nhiều so với những mã phiếu khác, đúng không người? Đó, gần như nó không chỉnh bao nhiêu cả và nó tăng lại rất là mạnh. Những mã phiếu như FTS này, những mã phiếu như là CTS này, hay những mã phiếu HCM vân vân sẽ những mã phiếu chạy sau thôi, chạy sau. Nhưng mà đây những mã phiếu phải nói là dòng tiền vào rất mạnh, đấy rất mạnh. Hôm nay Thiện có vào mua mã phiếu HCM này, và mua mã phiếu TCI và mã phiếu HPS nhá. Nhưng mà phiếu này thì mình kỳ vọng là nó sẽ đã lên trên được sau khi vượt khỏi cái mô hình đó, mô hình tam giác này lên trên nhá. Chúng ta kỳ vọng sẽ như này. Đó. Còn với mã phiếu như là TCI là mã phiếu liên quan đến câu chuyện thì đánh vào cái game về chuyên gia cho đi vay kho. Thì đây mã phiếu là chúng ta đã mua và gom mã phiếu này rất là nhiều rồi, và kỳ vọng là dòng tiền vào mạnh quanh vùng này sẽ là cái câu chuyện để kéo mã phiếu này lên mạnh, lên vùng phía trên, đâu đó quanh vùng giá 16-18 nhá. HCM thì đây là mã phiếu mà trước mắt thì cái câu chuyện tăng giá của nó chúng ta đo nhá. Chúng ta đo về câu chuyện tăng giá của nó này. Đó, thì chúng ta thấy được là cái quá trình tăng của nó khá dứt khoát từ cái đoạn nào đoạn này, đúng không? Chúng ta kéo lên trên. Chúng ta kéo từ đây lên trên này. Đó, lên trên này kéo xuống dưới này. Thì thấy khá rõ ràng là chúng ta kỳ vọng đâu đó tầm khoảng giá 36 được với mã cổ phiếu HCM nhá. Đó. Hiện tại dòng tiền vào cũng khá là tốt. Đây được coi một cái nền, nền đầu tiên là nền 1 ở đây. Đây gọi là nền 2, đúng không? Và đây chúng ta kỳ vọng sẽ lấy nền thứ 3 nhá.
nếu chúng ta đo theo dạng Fibonacci mở rộng từ cái đoạn nền 1 này đó, cái đoạn trên này và điều chỉnh xuống vùng dưới này, thì hoàn toàn kỳ vọng được vùng giá tầm 37 không trừ với mã phiếu HCM. Hiện tại thì mã phiếu này đánh khá là giống với những mã cổ phiếu trước đó vòng bên trên này. Chúng ta nhớ những mã phiếu như là LS này cũng có đoạn đánh kiểu này này, một phát vượt lên trên mọi người ạ, nhớ đoạn này không? Đó, một phát vượt lên trên và tăng tiếp mấy phiên nữa này. Rồi mã phiếu như là con tích công vậy này, đó nó đã từng có cái đoạn như vậy này, đó đi ngang vùng dưới này vượt phát lên trên đánh tiếp này, đó con tích công chứ, đây con tích công này, nó vừa phát lên trên tiếp này. Thì những mã phiếu như HCM này, FTS này, rồi là CDS vân cũng đang kỳ vọng đánh như vậy nhá. Thì còn đặt ra là sau cái nhóm ngành này sẽ đến nhóm ngành nào? Thì sau nhóm ngành này thì tin là sẽ nhóm ngành bất động sản sẽ chạy. Mọi người hãy quan tâm đến ba mã phiếu thì nghĩ là sẽ là ba mã phiếu leader của nhóm ngành bất động sản. Đầu tiên chúng ta thấy là đất xanh là mã phiếu khỏe rồi nhá, và đánh khá là khỏe rồi, cho nên điểm mua sẽ không có nhiều. Nếu có những sự điều chỉnh về vùng giá tầm khoảng 21 thì chúng ta mới mua. Còn để mà nói điểm mua hấp dẫn sẽ là mã phiếu đất xanh. Xem rồi, mã phiếu đất. Mã phiếu đất là mã phiếu mà chưa đánh mạnh, và hiện tại là mã phiếu mà nó tích lũy cái nền khá chặt ở đây. Và tôi tin rằng là cái nền này sẽ giúp đích tăng khá mạnh trong sắp tới. Và nếu mọi người có hội phiên ngày mai, mọi người hãy canh mua khi nó quanh vùng đó, vùng giá tầm khoảng 27 28 vòng trừ nhá. Đó sẽ là sự kỳ vọng mã phiếu này. Chúng ta kỳ vọng mã phiếu này sẽ lên được vùng giá đó tầm khoảng 40 cho đến vùng giá tầm 50 với mã phiếu đích nhá. Đó là mã phiếu chúng ta kỳ vọng nhá. Một cái nền tích lũy khá là chặt với mã phiếu này. Mã phiếu Loveland là mã phiếu thứ hai em thì đang kỳ vọng. Hôm nay là tin xấu nhưng mà rút chân, dòng tiền vào gom rất mạnh. Chứ vì thế thì kỳ vọng đây mã phiếu tiếp tục dòng tiền vào mạnh và kéo lên trong sắp tới với mã phiếu Loveland. Và chúng ta kỳ vọng mã phiếu này sẽ là một mã phiếu tiến đến vùng giá tầm khoảng 25 đến vùng giá tầm 30 với Loveland. Tiếp theo nữa, đó là mã cổ phiếu mã phiếu Phát Đạt nhá. Phát Đạt đây mã phiếu thì tiếp tục kỳ vọng. Tại vì đây mã phiếu đã break out khỏi cái vùng đó, vùng đi ngang rồi. Và đây một phiên kiểm tra lại, test lại rất là đẹp. Và chúng ta kỳ vọng là sẽ một mã phiếu tiếp tục đây là vùng giá tầm khoảng 30 cho đến vùng giá tầm khoảng 37 với mã phiếu Loveland Phát Đạt nhá. Thì đó ba mã phiếu em thì nghĩ là sau nhóm ngành chứng khoán thì ba mã phiếu này sẽ ba mã phiếu chạy khỏe và dẫn dắt thị trường trong sắp tới. Một số mã phiếu nhóm ngành, đó nhóm ngành bất động sản công nghiệp thì đa phần là nó đều có xuống là kiểm tra đường 20 và chưa có xu hướng là đi ngang tích lũy lại. Mới có EDC này mới lên đường 20 kiểm tra lại thôi, rồi kể cả SC, rồi kể cả như là GVR, rồi Phát Đạt đều vậy cả, đều quanh vùng này cả. Xin mời BHR, BHR đều quanh vùng này cả. Trong khi đó có mã phiếu khỏe là mã phiếu KBC là mã phiếu khỏe nhất thôi, nhưng mà vùng giá cũng không có hấp dẫn để chúng ta canh mua. Nếu mà sự rung lắc kiểm tra lại quanh vùng đó, vùng giá tầm khoảng 32 đồng trừ thì mình sẽ vào mua. Thì nếu mình có xem cái những cái video thì ở cái kênh Người Đò Club á, mình gọi là Người Lái Đò Club này, thì mình sẽ hiểu được là tại sao thì nói là cái vùng này là vùng giá để ta mua và gom và kỳ vọng. Mọi xem cái video này, ngay cái vùng dưới này em thì nói rất là rõ về cái quá trình tạo đáy của thị trường. Thì đây chu kỳ của mình dựa theo chiêm tinh nhá, là quanh cái vùng đó, vùng ngày 21 tháng 8 cho đến vùng ngày 5 tháng 9 sẽ là vùng tạo đáy của thị trường chúng ta, và kỳ vọng đánh lên cho đến tận tháng cuối tháng 10 đầu tháng 11 nhá. Cho nên là một quá trình đánh lên rất là dài, chúng ta kỳ vọng ít nhất sẽ lên được vùng giá tầm khoảng 1250 cho đến vùng giá tầm khoảng 1300 với đất hiện tại chúng ta nhá. Thị trường ta nếu càng giảm thì chúng ta càng mua ở cấp độ như vậy. Mọi xem là video này sẽ hiểu này. Cậu để chúng ta mua những mã phiếu SI này, VCI này, Phát Đạt, Loveland vân vân. Mọi xem video này sẽ hiểu nhá. Thì đó là câu chuyện với thị trường hiện tại như vậy. Còn với một số mã cổ phiếu như bán lẻ thì đi mua không còn đẹp nhá, không còn đẹp. Thừa nhận như vậy, đi mua không còn đẹp. Chúng ta vào mua, thấy không? Hầu như đến lên hết rồi. Nếu như sự đi tích lũy đi ngang vùng này thì chúng ta mới có được đi mua, hoặc là kể cả mà phiếu như là Disney cũng vậy nhá. Sơ bộ như vậy. Sẽ lẫn cái một số mã phiếu ngành chứng khoán thì chúng ta có một cái nhóm ngành nữa mà thì đánh giá là vẫn chưa đánh lên mạnh và hiện tại vẫn đang ở cái vùng đáy và chịu nửa bởi thông tin rất là nhiều, đó là nhóm ngành dịp may. Thì về nhóm ngành này là nhóm ngành bị nướng mạnh bởi vấn đề là không thể là xuất khẩu được thị trường châu Âu, thị trường Mỹ, mà cái đơn hàng chính nó tập trung ở hai cái khu vực này đó. Thì nếu như những cái sự hồi phục mạnh mẽ ở cuối năm diễn ra tốt thì đây là nhóm ngành ta kỳ vọng được, đó là mã phiếu như là Maxim Hồng. Đơn hàng xuất khẩu tập trung chính ở Mỹ cũng như là khu vực chính ở Nhật Bản nhá. Thì đây hai khu vực mà hiện tại dòng tiền đã vào rồi này và đang chịu là tích lũy khá đẹp vùng này để chúng ta vào gom. Em tự nghĩ là cái nền này là cái nền sắc đáy luôn rồi, và kỳ vọng ít nhất lên được vùng giá tầm khoảng 50 là gần như là tầm khoảng ít nhất 34% từ khoảng đây rồi, đúng không mọi người? Tiếp theo STK
là mã phiếu đang kỳ vọng ở cái mã phiếu này khi đang qua đường nền số 2. Và đây là mã phiếu mà tuy dòng tiền cũng đã vào mà vào không dứt khoát lắm, thanh khoản khá thấp, nhưng mà ta kỳ vọng được là nếu mà có đánh thì sẽ đánh rất mạnh mã phiếu này, thay vì chọn mã phiếu như TNG hoặc là mã phiếu như ST, mã phiếu như VGT nhá. Thì hai mã phiếu đó, hai mã phiếu thì kỳ vọng gần như ở vùng đáy. Còn với những mã phiếu ngành thép thì hiện tại hoa sen mã phiếu khỏe, nhưng đều nói về Hòa Phát hay là mã phiếu Nam Kim thì cái vùng giá hiện tại cần phải tích lũy lại và đi ngang đủ nhiều thì Hiển Thiện mới vào. Mã phiếu VCG nữa, mà phía Hiển Thiện sẽ cân nhắc vấn đề vào mua nếu như nó có những sự dấu hiệu breakout đủ đẹp nhá. Đây là cái nền đầu tiên của nó này, và đây là nền số 2 của nó đó, và đang kỳ vọng là một nền số 3 tại vùng trên này nhá. Thì tổng kết cho mọi người, đó là năm mã phiếu thì nghĩ là chúng ta nên quan tâm đó. Đó là mã cổ phiếu đầu tiên, đó là mã cổ phiếu Đức số 2 và Novaland số 3. Novaland nhá mọi người, đó số 3 là mã cổ phiếu Phát Đạt. Số 4 đó là nhóm ngành dệt may như là may sông Hồng, như là mã phiếu như là STK. Số 5 đó là mã cổ phiếu liên quan đến câu chuyện của đầu tư, đó là mã phiếu VGC. Đây là mã phiếu mà leader của những ngành đầu tư công hiện tại, và đây là mã phiếu mà và nó là rất khỏe, chúng ta kỳ vọng được mã phiếu này nhá. Đó sơ lược mọi người về những mã phiếu như vậy. Thì video tới đây thấp thôi, tại vì ngoài trời đã mưa khá là ồn. Chào mọi người nhé, hẹn mọi người ở cái video khác.